Ok, hai thùng tiếp theo nha mọi người. Đó thì đây mọi người, hai thùng này cũng hai thùng lớn nha, hai thùng lớn thì chắc là lại hai bộ loa mọi người ạ. À, vận chuyển của xe qua nè mọi người. Và như mình nói mọi người, có những bộ là cá nhân họ bán, cũng có những bộ là của những cái cửa hàng mọi người. Thì đây là mọi người thấy là của Family Mart mọi người. Family Mart thì mọi người quá quen đúng không? Bên Family Mart bên Nhật người ta bán luôn cả những cái đồ điện tử mà cũ nha mọi người. Rồi ok, mở cho mọi người xem nha. Cái dây này là cái dây ni lông mọi người, dây ni lông nhìn giống như dây thần nhưng mà thực chất nó là dây ni lông nha. Cái này tháo tay ra để mình tinh tận dụng cái này mà thấy cái tay mệt quá, cắt luôn nha mọi người. Xe chứ cho mọi người dễ nhìn nha. Ok, cái một bộ loa mọi người, không cho cái loa gì nha. Onkyo mọi người, Onkyo cái này, Onkyo 765. Đây có luôn cái Onkyo này. Cái bộ này mình không thấy y chang đâu cả mọi người. Không thấy e căng đâu cả, như bộ này người ta bán không e căng đâu. Để chúc mình kiểm tra cái bộ này là đấu giá không có e-can hay là họ quên bỏ e-can. Ok, cặp loa là cặp loa D55ES nha mọi người, D55ES. Chắc này họ quên cặp loa mọi người. Họ là quên cặp e-can mọi người. Theo mình nhớ thì mình không có đấu giá bộ nào không có e-can cả. Nên là mình nhầm biết. Ok, cặp loa màu đỏ, người màu đỏ, cặp loa khá đẹp nhưng mà lại không có được trang, không có được trang mà lại. Trong nhà bán này gói kỹ quá.
PhD con này Onkyo 765 nha người. Bộ Onkyo 765. Rồi, kèm cặp loa D055 AX nha người. AX con này thì cũng 6 ohm 80W người. Nó xem với lại con 112ST nha. Cũng nhìn cũng giống y chang người, cái trép hỏa tiễn luôn. Trép với lại bass hỏa tiễn hết. Đó. Rồi, ok, clip này mới 5 phút rồi mình làm thêm cái bộ này luôn. Rồi, tiếp theo cái bộ này luôn nha người. Cái này cũng một bộ loa. Ồ, cũng là một bộ 765 luôn nè. Dây loa và dây nguồn. Đây là cái khiển. Cặp loa cũng tương đối có trầy nha mọi người, có trầy. Loa trầy nhiều bộ này thì chắc giá mềm mọi người. Đúng bộ của nó là vậy nha mọi người. Con 112ST này với lại cặp loa 765 người đánh thì rất là tốt nha. Chơi được cổng quang rồi đọc cứng rồi ổ cứng di động. Rồi USB, CD nói chung là đầy đủ hết. Đẹp trai. Đây, em quay cho mọi người xem. Hai bộ. Rồi, ok. Cái bộ 12ST này đánh hay lắm nha, đánh hay rất là hay mọi người. Tiếng bass ok lắm, tại vì những cái dòng mình mà hỏa tiễn này nó kiểm soát âm thanh tốt lắm và nó có thêm cái gọi là cái bass cộng hưởng mọi người. Cộng hưởng âm trầm á, là rất là tốt. Ok, một bộ đen, một bộ bạc nha mọi người. Rồi.